giới thiệu với các bạn cách lắp ráp mạch điều khiển sử dụng 3 nút nhấn để điều khiển nhân vật cấu trúc Panda có thể di chuyển lên, xuống và bắn ra đạn. Cách thức lắp ráp mạch và cách lập trình như thế nào, trong video này sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết từng bước một. Các bạn cùng theo dõi nhé. Xin chào các bạn, trong cái video lần trước tôi đã hướng dẫn các bạn cách điều khiển nhân vật cấu Panda hướng bóng sử dụng 2 nút nhấn. Trong cái video lần này tôi sẽ tiếp tục phát triển một cái game nữa, nhưng lần này chúng ta sẽ sử dụng 3 nút nhấn để điều khiển gấu Panda có thể bắn ra các cái viên đạn vào các cái kẻ lạ mặt ở trên các cái hành tinh. Để làm được cái game này, chúng ta cần những cái linh kiện và thiết bị sau. Thứ nhất, bộ Arduino Uno. Thứ hai, bộ cắm số 3 nút nhấn, 3 điện trở 10 ký và các cái dây cắm, dây kết nối USB. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành như sau. Ở trên mạch tôi đã cắm sẵn 2 nút nhấn, bây giờ sẽ làm cái nút nhấn thứ 3. Cái nút nhấn này sẽ sử dụng để khi gấu Panda có thể bắn các viên đạn. Các bạn có thể bẻ cái chân, uốn cái chân để cho khớp với các cái chân cắm ở trên bò cắm, cho cái kích thước nó phù hợp. Các bạn ấn chặt xuống. Đó. Hai cái nút này sẽ sử dụng để điều khiển gấu Panda lên trên xuống dưới, còn cái nút này sẽ sử dụng để điều khiển bắn đạn. Cách thao tác này chúng ta sẽ tiến hành nhanh, bởi vì là trong các cái video lần trước tôi đã hướng dẫn các bạn chi tiết. Chúng ta sử dụng các cái điện trở 10K để nối. Chúng ta sẽ nối lên cái đường nguồn màu đỏ. Chúng ta quy định là cái hàng trên cùng màu đỏ là đường nguồn. Cái đường màu xanh chúng ta sẽ quy định là mát, chúng ta sẽ nối với các cái chân còn lại của nút nhấn. Tiếp tục chúng ta sẽ nối một cái chân vào mát. Cái đường màu xanh chúng ta quy định là mát rồi. Bây giờ chúng ta sẽ có 3 cái đường tín hiệu. Đường tín hiệu thứ nhất nối ở cái chân cái hàng có chở lên. Tôi làm một loạt để cho nó nhanh. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ quy định như sau. Hai cái nút tăng lên xuống là sẽ nối với chân số 5 và số 4. Nút lên chúng ta sẽ nối với chân số 5. Nút điều khiển nhân vật xuống chúng ta sẽ nối với chân số 4. Và nút bắn đạn sẽ là chân số 3. Cuối cùng chúng ta cung cấp nguồn từ cái chân 5V. Chúng ta đưa vào chân cái hàng màu đỏ và cái chân mát chúng ta đưa vào hàng màu xanh. Như vậy chúng ta đã kết nối xong 3 cái nút nhấn với bộ Arduino. Chúng ta tiến hành kết nối giữa bộ Arduino với máy tính. Một đầu chúng ta kết nối với bộ Arduino, đầu còn lại chúng ta kết nối với máy tính.
Bước tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách thức lập trình cho để điều khiển nhân vật gấu panda di chuyển lên xuống. Như vậy, cái bước lập trình cho con gấu di chuyển lên phía trên và phía dưới đã thành công. Bây giờ chúng ta tiếp tục phát triển để cho con gấu có thể bắn ra đạn khi mà chúng ta nhấn cái nút pinch. Chúng ta thấy rằng chúng ta đã di chuyển và con gấu này đã bắn ra đạn như chúng ta mong muốn. Bây giờ để cho cái màn hình của chúng ta đẹp hơn, chúng ta sẽ tạo ra một cái sân khấu, thêm một cái sân khấu. Thôi.
Bây giờ quả bóng các bạn thấy là đã thu nhỏ lại. Như vậy, tôi vừa hướng dẫn các bạn cách thức lắp ráp một cái mạch điều khiển dùng 3 nút nhấn để điều khiển nhân vật cấu trúc Panda di chuyển lên xuống và có thể bắn ra đạn. Các bạn có thể mở rộng cái game này bằng cách tạo ra các cái nhân vật di chuyển từ ngược lại, từ phải sang trái, và khi mà gấu panda bắn chúng thì cái nhân vật sẽ biến mất hoặc là phát triển thêm theo các cái ý tưởng khác của các bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn thành công.